Cái này mà chế mà không đúng như này nha thì vẫn gãy. Để tới đây bằng sắt vẫn gãy chỗ này, nó sẽ gãy chỗ này. Sắt nó phải dài ra đến đây. Đấy. Thấy em làm lại kinh. Kinh khủng chưa? Này. Dài. Này. Này bác nào bị gãy thì cứ gửi xuống đây em làm nha. Làm xong gửi cái điện về lọc và xong. Không cần cái lớp này cũng vẫn được. Kỹ sư Nhật khóc thiệt. Các đời xe không chơi hết. Chơi kiểu này hết. Anh đẹp, anh đẹp, anh đẹp long lanh. Quen, quen, à.